Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu mà để xét tới thị trường đồng hồ thông minh ở tại Việt Nam hiện nay thì một trong những tên tuổi mà mình dành một cái sự respect rất là cao đó chính là Huawei. Những sản phẩm của Huawei thì luôn đem đến cho mình cái cảm nhận đó chính là một mức giá rất tốt này, đi kèm với đó là cái hoàn thiện, cái thiết kế của họ rất cao cấp, hoàn thiện rất là tỉ mỉ, và đặc biệt hơn nữa mình cực kỳ ấn tượng với thượng pin của những đồng hồ thông minh của Huawei. Và kể từ khi ra mắt thì đến nay đã một tháng rồi thì chiếc Huawei Watch GT 3 này mới về đến Việt Nam, và cũng khá là may mắn khi mình có ở đây thậm chí là hai chiếc Watch GT 3. Phiên bản bên tay phải của mình màu đen là phiên bản 46mm, còn phiên bản bên tay trái là phiên bản 42mm. Và để xem rằng hai cái đồng hồ này nó có tính năng gì cũng như là nó sẽ khác biệt nhau gì thì chúng ta hãy cùng nhau mở hộp cái đồng hồ này nhá. Ngay từ phần chiếc hộp thì các bạn có thể thấy rằng cái thiết kế của Watch GT 3 thì nó vẫn rất giống so với những thế hệ trước. Một cái hộp dạng hình hơi vuông một chút này, và có những cái thông tin hình ảnh rồi tên các thứ bố trí ở đây rất đẹp mắt. Còn đối với phiên bản 42mm này thì họ sử dụng một cái tông trắng, và đi kèm với đó là cái chữ ở đây nó dạng như kiểu màu tím tím, màu hồng hồng, tím hồng ấy. Nên là mình nghĩ rằng chiếc đồng hồ này có lẽ là Huawei sẽ hướng tới phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Còn đây mới chính là lựa chọn của các chàng. Một cái hộp màu đen nhìn rất là đẹp mắt. Và bây giờ các bạn sẽ vào gần đây, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về mẫu đồng hồ này nhá. Và đây là chiếc đồng hồ Huawei Watch GT 3 mình đã đeo khoảng tương quan này. Và cảm giác đầu tiên của mình khi mà mình đeo cái mẫu đồng hồ này là nó cực kỳ cao cấp. Tuy nhiên thì cái khối lượng của nó chỉ dừng lại ở mức là nó đầm tay thôi các bạn, chứ nó không hề mang lại một cái cảm giác nó quá là nặng. Bởi vì cái mẫu đồng hồ này đây, để mình tháo cho các bạn xem nhá. Mẫu đồng hồ này thì các bạn có thể thấy rằng là cái khung viền xung quanh thì nó sẽ được làm từ thép không gỉ, rất là cao cấp rồi nhá. Nhưng ở phía mặt sau này thì nó lại làm bằng nhựa. Có thể nói rằng nó sẽ không cao cấp giống như những mẫu Huawei Watch 3, bởi vì cái dòng GT là một dòng thấp hơn này, vì vậy là sẽ không có những cái chất liệu nó quá cao cấp ở đây. Nhưng mình đánh giá rằng cái mặt sau bằng nhựa này thì nó cũng không làm giảm đi cái sự cao cấp của mẫu Huawei Watch GT 3 đâu các bạn ạ. Nó vẫn cực kỳ là cao cấp khi các bạn đeo trên tay. Và một điểm mình rất thích trên cái mẫu Huawei Watch GT 3 này đó chính là cái phần mặt trước. Phần mặt trước đối với cái phiên bản 46mm này thì nó sẽ làm dạng tròn này, và nó khá là lớn, khi mình đeo lên tay thì cũng rất là nam tính. Và đặc biệt mình rất thích những cái vạch chia số này ở đây. Điều này thì không quá mới đối với những mẫu đồng hồ của Huawei, nhưng mà cụ thể là trên cái chiếc đồng hồ này thì mình vẫn thấy rằng nó vẫn đem lại một cái hiệu ứng thị giác cũng như là cái vẻ nam tính rất là nhiều dành cho mẫu đồng hồ này. Về phía dây của đồng hồ thì nó tất nhiên cái phiên bản này nó vẫn sử dụng dây silicone mà thôi, nhưng các bạn rất dễ dàng có thể thay thế cái dây này, bởi vì nó sử dụng chuẩn 22L này mà đấy. Và các bạn chỉ cần gạt và thay thế rất là dễ dàng. Ở đây có một cái chốt nhỏ ở đây. Đó, xong. Và một chút khác biệt đến từ phiên bản 46mm này đó chính là về cái phần hoàn thiện này. Thì ở đây cái khung viền của chiếc Huawei Watch GT 3 46mm thì nó là dạng hơi nhám nhẹ, và nó sẽ có những cái đường vân phay sức nhẹ ở đây. Và cái nút núm xoay này đây thì nó cũng in dòng chữ là Huawei Watch GT ở đây cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ. Và để nó chi tiết hơn thì mình sẽ mở luôn cái phiên bản 42mm này ra. Đó, phiên bản 42mm thì mặt đồng hồ ngay trên này, ở phía dưới này nhá, ở phía dưới này mình cũng đã qua này. Nó chỉ có thêm một cái phụ kiện, đó chính là cái đế sạc mà thôi, và chỉ có dây sạc thôi đấy, rất là đơn giản thôi. Và đây là cái phiên bản 42mm của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy rằng cái mặt nó đã nhỏ hơn rất khá là nhiều đấy. Nhỏ hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái một chút khác biệt sẽ đến từ cái phần viền này. Phần viền của mẫu 42mm thì nó sẽ làm theo dạng viền bóng. Đó, nó sẽ trẻ trung hơn, nó mềm mại hơn, nó nữ tính hơn so với việc viền nhám như này. Và nó cũng bỏ luôn cả cái vạch chia số ở phía bên ngoài đi. Và cả hai cái này thì đều có cái viền cong, vì vậy là vuốt chạm trên cả hai cái sẽ cực kỳ thích. Nhưng mà nếu mà nói cái nào thích hơn ấy, thì mình thích cái viền cong trên cái phiên bản 42mm hơn. Có nghĩa là nó sẽ cong mềm mại hơn so với việc là cái này nó cũng cong nhưng mà nó sẽ vát phẳng hơn một tí. Đó, vát phẳng hơn một tí. Đối với phiên bản Huawei Watch GT 3 46mm, các bạn sẽ có một kích thước màn hình là 1.42. Còn đối với cái phiên bản 42mm này thì sẽ có cái kích thước màn hình là 1.32. Thì đây là một điểm các bạn lưu ý. Và tất cả hai cái mẫu đồng hồ này thì đều sử dụng cái màn hình là AMOLED. Và cái chất lượng hiển thị mình đánh giá cực kỳ cao, màu đen cực kỳ sâu với những cái icon như thế này. Đó, nhìn cực kỳ bắt mắt luôn các bạn ạ. Và khi mà mình mở mẫu đồng hồ này lên thì mình thấy rằng cảm giác khá là quen thuộc, nhất là cái nút Digital Crown này. Đó, các bạn có thể
đoán được là nó giống cái gì không ạ? Nó chính xác là nó giống Digital Ground trên cái Apple Watch đó. Và cái cách làm của Huawei thì cũng tương tự như vậy. Các bạn sẽ bấm một lần để hiện lên cái những cái ứng dụng ở đây, và các bạn zoom in zoom out này để nó có thể phóng to thu nhỏ cái icon của chúng ta đó. Và các bạn muốn chọn vào cái nào thì các bạn phóng to lên và các bạn gì đó. Cái độ mượt ấy thì mình thấy rằng nó vẫn chưa thể nào đạt được giống như Apple Watch đâu. Nhưng mà đây cũng là một điểm mà từ trước đến nay chúng ta vẫn biết về Huawei rồi. Cái cấu hình của họ nó sẽ không quá cao, nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ có một thứ lượng pin nó trâu hơn. Và cụ thể thì cái con chip trên mẫu đồng hồ này thì nó sẽ không thay đổi quá nhiều so với mẫu của Huawei Watch 3. Vẫn là con chip Cortex M3, và đi kèm với đó nó chỉ RAM nó chỉ là 32MB thôi, và bộ nhớ trong chỉ là 4GB thôi. Nếu các bạn đem cái cấu hình này á mà các bạn cài Android vào đây ấy, Android Wear vào đây ấy, thì mình tin chắc là nó sẽ giật tung lên các bạn ạ. Nhưng mà với cái hệ điều hành của Huawei, và đặc biệt sẽ chạy thêm một cái giao diện là Harmony OS trên cái mẫu đồng hồ này, thì mình thấy rằng là nó hoàn toàn rất là mượt mà và không có điểm gì để chê về cái hiệu năng của mẫu đồng hồ này cả. Về những cái khả năng thao tác này thì nó vẫn rất là quen thuộc, các bạn vuốt để qua những cái tính năng nhanh này đó, và vuốt từ trên xuống để mở cái thanh trạng thái cài đặt các kiểu đấy. Còn vuốt từ dưới lên thì sẽ là xem những cái thông báo đó, và vuốt từ phải sang thì nó sẽ là một vài cái tính năng nữa, ví dụ như mình đang cài đây đó chính là để xem thời tiết đấy, thấy rất rõ đúng không? Và để kết nối cái mẫu đồng hồ này thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cài một cái app gọi là Huawei Health đó, một cái app rất là quen thuộc của Huawei rồi, và các bạn bấm cái Bluetooth ở trong máy này đây nhá. Các bạn bấm cái Bluetooth trong máy này, các bạn tìm đúng cái mẫu cái tên đồng hồ đó, và các bạn chỉ cần bấm kết nối thôi, và các bạn quay ngược lại cái app Huawei Health này đó, và các bạn thêm thiết bị vào là xong đó, rất đơn giản. Tuy nhiên thì mình muốn nói ở đây đó chính là một cái tính năng mới xuất hiện trên cái mẫu đồng hồ Huawei Watch GT 3 này, đó chính là cái tính năng là sống lành mạnh. Đây các bạn nhìn thấy không đó, tính năng sống lành mạnh này này. Đây là một tính năng mới vừa được đưa vào cái mẫu đồng hồ này, và với tính năng này thì nó sẽ giúp cho các bạn, nó sẽ đưa ra được những cái kiểu như là thử thách ấy, thử thách bản thân ấy. Những cái mục tiêu trong ngày mà các bạn cần hoàn thành thì nó sẽ liệt kê ở đây đó, và mỗi khi hoàn thành xong thì nó sẽ tích tích tích, ví dụ mình đây, ví dụ mình uống nước này đó, thì nó sẽ liệt kê những cái lần bạn uống nước này đó, và ví dụ các bạn hoạt động này thì sẽ có những cái mục tiêu để các bạn hoàn thành trong cái ngày của các bạn. Thì đây là một cái tính năng rất là hay, nó sẽ thúc đẩy cái động lực của các bạn khi các bạn rèn luyện sức khỏe trên một mẫu đồng hồ nó thiên nhiều về sức khỏe như này. Ngoài ra thì trên mẫu đồng hồ này Huawei cũng trang bị cảm biến đo Chu Xin thế hệ thứ 5 mới nhất dành cho GT 3. Vì vậy nó sẽ đem lại một cái độ chính xác theo dõi nhịp tim nó cao hơn. Kèm theo đó là cái cảm biến đo nồng độ bão hòa trong máu, hay còn gọi là SpO2, thì có thể đo được cả ngày liên tục. Tính năng này thì mình thấy rất là cần thiết trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này. Ngoài ra thì Huawei Watch GT 3 cũng hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao khác nhau, đi kèm với khả năng kháng nước chuẩn là 5 ATM. Và thêm vào đó là bạn có thể sử dụng cái mẫu đồng hồ này để có thể nghe gọi trực tiếp. Bạn sẽ kết nối với điện thoại và sau đó vào cái phần liên hệ. Cái phần liên hệ này thì các bạn có thể thêm được những cái danh bạ liên hệ các bạn thường xuyên gọi điện, thêm trên cái app Huawei trên điện thoại đó, và các bạn bấm gọi là nó sẽ gọi thôi, bởi vì cái mẫu đồng hồ này sẽ có loa ngoài. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cái phiên bản 4G LTE, có nghĩa là nó sẽ không có phiên bản cắm SIM giống như là chiếc Huawei Watch 3. Thì đây là một điểm cắt giảm so với cái mẫu Huawei Watch 3 đó. Về thời lượng pin thì đây chắc chắn là một điểm rất ấn tượng của những mẫu đồng hồ đến từ Huawei. Với cái mẫu 42mm này đó thì nó có thể sử dụng lên tới khoảng 7 ngày nếu các bạn sử dụng một cách hợp lý. Còn có nghĩa là nếu mà sử dụng liên tục thì nó sẽ được khoảng 4 ngày. Còn với phiên bản 46mm này thì cái thời gian sử dụng của nó sẽ tăng lên là 14 ngày, có nghĩa là 2 tuần trời. Đó, cực kỳ ấn tượng. Và cụ thể như thế nào thì mình sẽ cần có thời gian trải nghiệm nhiều hơn dành cho mẫu Huawei Watch GT 3 này. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá, mình sẽ làm thêm những video về mẫu đồng hồ này. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Tạp chí Người Việt Nam. Xin chào!